Hey, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số nha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review sơ cho các bạn xem một cái sản phẩm khá đặc biệt mà mình mua được trên mạng, đó là đây là một cái cây kiểng, đây là cây kim tiền. Thì đây là một cái cây phong thủy rất là tốt và hợp với mọi lứa tuổi. Thì người ta tin rằng là ai mà sở hữu cái loại cây này thì sẽ có được cái sự thịnh vượng, may mắn và cũng như là tiền tài. Vì vậy là cây kim tiền luôn là một cái sự lựa chọn số 1 dành cho cái phòng khách, những cái phòng mà hội họp, văn phòng, công sở, nhà khách, khách sạn, hoặc là dùng để làm cái quà tặng những cái dịp lễ Tết hoặc là thăng chức khai trương gì đó, thì chúng ta đều có thể tặng cái cây này. Đó thì cây nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Các bạn thấy là nó chỉ rơi vào khoảng là một gang rưỡi tay thôi. Đó, cây rất là nhỏ gọn, và hơn nữa loại này là loại có ba cái cây ở trong một cái chậu như này đó, chia làm ba ba cây rất là đẹp, và ở dưới có trang trí những cái con hình nộm này nhỏ nhỏ rất là xinh. Chậu này các bạn có thể lúc các bạn mua thì các bạn có thể inbox cho bên đó, họ yêu cầu các bạn yêu cầu họ là đổi chậu cho các bạn hay là giữ nguyên chậu. Cái này mình đã yêu cầu đổi chậu. Một số chậu thì các bạn có thể thấy là chậu nó bằng sứ hoặc là các bạn dùng chậu thủy tinh đều được. Thì cây này nó cũng khá là dễ chăm sóc thôi. Cái này thì các bạn thỉnh thoảng thì 2 3 ngày thì các bạn đem cây này ra phơi nắng tầm 15 phút ngoài nắng á, phơi nắng sáng hăng sáng cho tốt nha, đừng có phơi nắng trưa. Phơi 15 phút sau đó các bạn đem vào đó, như các bạn nắng sáng thì các bạn phơi trước 9 giờ cho mình nha, và để cây nó quang hợp cũng như là sản sinh cái lá non tốt. Còn các bạn để trong nhà không thì nó sẽ sợ nó bị vàng cây. Mà chúng ta đừng phơi nắng 2 3 ngày, phơi nắng một lần. Còn về tưới thì các bạn nên chỉ tưới phun sương trên lá thôi, phun trên lá thì lâu lâu các bạn tưới một ít vào gốc thôi, phun sương trên lá thì tầm 2 ngày một lần. Các bạn tưới nhẹ phun sương trên lá, các bạn mua những cái chai xịt đó, và các bạn gửi cũng được. Tốt nhất là bạn nên mua những cái chai xịt thì nó xịt sẽ đều mà tốt cho cây hơn, và tránh để những cái nơi nó hầm nóng hoặc là những cái nơi bị nắng nó chiếu trực tiếp vào cái cây này thì nó sẽ bị vàng lá, thì hư cây luôn. Không để nóng quá cũng không để nắng trực tiếp chiếu vào nha. Phơi nắng thì phơi trước 9 giờ và phơi tầm 15 phút rồi đem vào thôi. Đó, cây này rất là đẹp luôn. Trên lá thì như có những cái con này nè, con bọ. Con bọ này thì cái này họ dán vào, và cái này các bạn có thể gỡ ra các bạn dán chỗ khác. Đây, con bọ này nè. Ở dưới nó có một cái miếng mút, có một ít keo, các bạn có thể ịn lên chứ không phải là dán chết một chỗ, nên các bạn có thể dỡ ra. Mình mới đầu mình mua tưởng nó dán chết một chỗ, dán chết thì nó sẽ bị hư cái lá. Cái này các bạn phải dời đi chỗ khác được. Đó, các bạn cứ gỡ ra, bây giờ chỗ nào các bạn dời. Đó, nó chăm sóc thì cũng khá là dễ, và cây phong thủy này các bạn hợp cho những cái nơi mà gọi là như cái bàn làm việc hay là cái bàn phòng khách giống như này. Đó, phòng khách này các bạn để một cây thì khá là tốt, hoặc là những cái buổi họp, phòng họp các bạn để vào thì nó nhìn cũng rất là hay. Còn nhà các bạn, nhà khách hoặc là các bạn có làm những dịch vụ như khách sạn, các bạn vẫn có thể để một cây này trong bàn thì nhìn nó rất là hay. Đó, rất là đẹp luôn, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Những cái cây như thế này thì nó rơi giá khoảng vài trăm nghìn một cây tùy loại. Thì mình có để link ở phần mô tả video, các bạn có thể click vào đó xem tham khảo giá và mua nha. Đó, vài trăm ngàn một cây thế này, rẻ nhất là cũng 100 mấy. Có một loại một cây, loại ba cây, hoặc là loại ba cây nó quấn chéo nhau như là con rắn vậy đó, quấn xéo xéo lại với nhau. Đó, loại này mình luôn là ba cây rời ra chấm chung một chậu nha, cây rất là khỏe luôn. Đó, các bạn thấy không, cây cực kỳ khỏe, lá xanh vờn luôn, rất là mình khá là hài lòng với cái cây này. Đó, và chăm sóc cũng nó rất là dễ, thay vì các bạn ở văn phòng, các bạn ở phòng khách các bạn mua những cái hoa hoa tươi á, thì nó chỉ để được trong vòng vài ngày thôi là nó héo, các bạn phải vứt đi khá là tốn kém. Cái này cái mua bạn tốn một lần vài trăm nghìn nhưng mà có thể bạn để rất là lâu thì cả năm nếu được chăm sóc tốt thì nó sẽ phát triển tốt và nó không có bị hư hại. Đó. Thì nếu mà nó có bị hư hại thì các bạn chăm sóc không tốt thì nó cũng rất là lâu, cái thời gian nó rất là lâu. Còn nếu bạn chăm sóc tốt thì nó vẫn phát triển tốt thôi, không có gì cả. Nói chung bạn đầu tư một lần nhưng mà các bạn có một cây nó mang tính chất phong thủy và nó cũng khá là đẹp. Đó, một lần một mà các bạn có thể xài rất là lâu luôn. À, các bạn chỉ làm theo hướng dẫn, các bạn phơi nắng và các bạn tưới sương cho nó đúng thì nó sẽ tốt hoài thôi. Đó, rất là đẹp luôn.
xanh để trên cái bàn cực kỳ đẹp. Ok, phần review này kết thúc nha. Các bạn nào muốn mua cái loại cây phong thủy như thế này, cái kim tiền, các bạn có thể bấm vào link bên dưới mình để mua dưới nha. Và giá nó sẽ thay đổi theo thời gian, nên các bạn hãy bấm vào link để có thể theo dõi giá cũng như là mua cho mình một những cái cây như thế này nha. Audio Jungle.